các con hãy ráng ăn chay trường đi. Con nào chưa ăn thì hãy ráng mà ăn. Con nào ăn rồi thì phải ráng giữ hạnh trường chay. Điều này rất cần thiết và cấp bách lắm, cha mới nhắn nhủ các con đó. Và phải cố gắng hành pháp luân thường chuyển nhiều gấp bội trong ngày để giải bớt trược điển. Nay mai các con sẽ thấy tràn lan những cảnh bị xâm nhập. Nếu các con không biết giữ thể xác thanh sạch nhờ trường chay tiết dục và giữ tâm hồn an tịnh, mà nếu cứ để cho tâm tán loạn thì điển sẽ mất thanh. Khi đó trược điển sẽ tích tụ dày đặc trong tâm hồn, nên sẽ có nhiều đứa trong chính các con bị xâm nhập bởi các điển trược tương xứng của các vong linh hay hồn thú xâm nhập khảo đảo bản thân con. Màn này nếu con nào thiếu phước và có nghiệp với chúng nó, nặng nợ với chúng nó, thì luật trời sẽ cho chúng nó tự do lộng hành khảo đảo các con theo luật nhân quả. Những phần xâm nhập này sẽ sát phạt quấy phá khảo đảo các con, hành các con bệnh hoạn cả tinh thần lẫn thể.